người thì hôm nay nha, đây là ngày 19, đây là 2:30, thì hôm nay là mình đang đi làm một ca làm to ở tại bệnh viện ha, thì mọi người cùng theo dõi với mình nha. Bây giờ là 2:50, thì giờ đang chuẩn bị đợi bệnh nhân có đầy đủ các kết quả, xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật. Bên mình đặc biệt hoàn là mình tại bệnh viện, cho nên là phải có đầy đủ các xét nghiệm tiền phẫu, sau đó là đợi kết quả, sau rồi sẽ lên tiến hành lab. Bên mình sẽ làm bệnh viện, không có làm tại chỗ. Đây là cái lòng tự tin của đàn ông hả? Sự tự tin của mấy anh em mà nằm ở đây. Tí nữa mình sẽ bắt siêu cho các bạn xem nha. Thứ bảy còn ca nữa, hôm nay thứ năm, thứ bảy còn ca nữa nên sẽ làm một clip tiếp cho các bạn. Đừng thương con và an tâm nha. Ok, đứng bình thường đi. Dạ, sao lúc là tìm hiểu sao có tìm hiểu được lâu không? mới biết cái ông nhắn cho cháu là luôn mới tìm hiểu á, mới tuần hai tuần chơi luôn hả? Không có, người bạn người ta nói là cũng có anh bạn nói cho anh tìm hiểu, nhưng mà nó còn chưa có tiền chưa đi nó còn chú đi trước nó tìm hiểu trước đó. Dạ tâm hát chứ bình thường mà. Before ha, tí nữa thì chúng ta sẽ chứng kiến cái sản phẩm của mình before after ha. Size này là size lớn nhất này, 58, nó sẽ là 40cm² nha, đó là cái chiều ngang của nó là 5, thì giờ là 8, thì nhân với độ dày của nó sẽ lớn khoảng cỡ 20cm. Đây. Hello mọi người, bây giờ là 3:49, làm đâu khoảng cỡ mất 1 tiếng 15 phút gì đó. Giờ đi về ha, đợi bệnh nhân hồi tỉnh rồi bắt đầu quay cho mọi người kết quả cuối cùng.